Văn Minh nha, chào anh Kiệt nè. Chào các bạn. Đang chơi trò chơi gì ạ? Đi chơi chành chành hả? Ốc lên. Chơi lại đây, chơi lại đi. Con gà kêu. Con gì? Con gà. Ủa cái gì con kia kìa? Con kia kìa, bạn Minh ơi. Gì vậy? Wow, trứng khủng long các bạn ơi. Ở đâu có trứng khủng long nè? Wow, anh Kiệt làm được trứng khủng long. Wow, bạn Pin lượm được cái gì vậy bạn Pin? Kẹo hả? Wow, ở đây có trứng khủng long nữa. Ở đâu nhiều quá vậy? Wow, trứng khủng long nữa. Ủa trứng gì đang chở nó anh Pin? Wow, ở trên cây có trứng Doraemon nè. Trứng hơi nhện nha các bạn. Đây bạn Pin. Còn không nha. Nói chuyện kiếm kiếm đây. Hết rồi. Thôi giờ mình về nha. Đi về. Lượm quá trời đồ chơi luôn. Lượm quá chừng trứng với kẹo luôn nha. Yeah. Wow. Bạn Pin với anh Kiệt lượm được quá trời trứng luôn. Lượm được 3 trứng khủng long nha. 1 trứng Doraemon nha. Đây cho các bạn coi với con. 1 trứng siêu nhân nha. Là kẹo nha. Bạn Pin với anh Kiệt lượm được 3 quả trứng lớn nha. 1 trứng Doraemon. Wow. 1 trứng siêu nhân nha. Đâu mà kiểu gì vậy bạn Pin? Kiểu gì vậy? Cô la hả? Màu gì vậy? Màu đỏ. Cam. Màu cam. Mà anh Kiệt đổ cho các bạn coi với nha. Wow. Đâu à? Hết rồi các bạn. Đây là kẹo cô la nha. Bạn Pin không có bị bể nè. Đây là màu gì vậy Bân Pin? Màu đỏ Bân Pin. Đây màu gì? Màu đỏ. Màu vàng. Màu gì? Trâu. À đúng rồi. Đây là kẹo sô-cô-la. Anh Kiệt ăn thử không anh Kiệt? Bân Pin ăn thử đi. Cái này nghe, hết thôi nghe, nhiều xuống ăn nha. Đúng không? Rồi, bây giờ anh Kiệt mở quả trứng khủng long cho các bạn coi trong đó có gì nghe. Không, không, không. Bân Pin mở quả trứng nhỏ hả? Trứng siêu nhân. Kéo vào chân. Đây mở quả trứng cho bạn Pin nha. Wow, đây chia làm 2 phần 2 mọi người nha. Pin, bạn Pin mở cho mọi người, bạn Pin. Không. Pin mở cho. Wow. Của anh Kiệt có một viên đèn nha, một cái kẹo, một xe và một chiếc xe đua. Bây giờ cho chạy thử các bạn. Đây, 2 viên kẹo luôn. Khủng long nè. Vâng, khủng long nữa nha. Và một cái hình dáng nha. Đứa ơi, để tiền ạ. Wow. Chiên cánh cục nữa nha các bạn. Wow, hai cái vai cũng rất kỹ tuyệt nè. Giờ là bạn Pin mở cái quả trứng này là quả trứng của mình, trứng hoa sai nha. Bây giờ bạn Pin mở quả trứng nữa cho các bạn coi trong đây có gì nha. Đây là trứng siêu nhân nha các bạn. Mở nó lên nha. Wow.
gỡ cái hình dáng ra, anh Kiệt dán con mắt vô cho quả trứng nha. Đây mình đắp trứng lại nha. Giờ còn cái miệng nữa nha các bạn. Anh Kiệt cái được một khuôn mặt luôn nha. Phải tính cứ mắt mũi miệng luôn, đẹp quá nè. Đợi nón nữa nè. Đợi chiếc xe đua nha các bạn. Giờ là chiếc xe đua cho hai chiếc xe chạy xe chạy đua nha. Xe của anh này là xe của Hoàng Minh và xe đó của anh Kiệt chạy xe bằng nhanh hơn nha. 1, 2, 3. Wow, xe của anh Kiệt chạy nhanh quá. Xe có lẹo nha các bạn. Xe của Hoàng Minh màu gì hả Hoàng Minh? Đúng rồi, xe màu tím, xe của anh Kiệt màu gì? Màu xanh.